Xin chào tất cả mọi người. Hôm nay mình xả hồ cá tầm tiền tỷ nha mọi người. Đó, mọi người thấy cá tầm đang bơi không? Đó. Con này khoảng gần 10 kg. Mọi người thấy chưa? Đây đang là con trung bình, chưa lớn lắm. Quái vật cá tầm nha mọi người. Ông chủ đang không hài lòng với con vừa rồi, hơi nhỏ, giờ bắt con to. Bắt con cá tầm nướng ăn chơi. Đó mọi người thấy chưa? Đen xì luôn. Con này được 10 kg không ta? Quái vật. Ồ, con này bị mù bên mắt không ạ? Mù bên mắt á. Mắt bên đây này. Nè, em rô phi. Đây mọi người. Cá tầm khổng lồ nhá. Nếu mọi người yêu mến kênh của mình, video của mình thì mọi người nhớ đăng ký theo dõi để cập nhật những video mới và hay nha mọi người nha. Bên đó là một con điêu hồng. Ở dưới đây nhiều lắm mọi người ạ. Đó, cá đang bơi đó, nhiều lắm. Đây là một siêu phẩm cá tầm nướng nha mọi người. Cá tầm tại đất Lâm Đồng, Đà Lạt. Mình đang ở một trại cá tầm, có thể nói là tiền tỷ. Và hôm nay là được chiêm ngưỡng một con cá tầm siêu to nướng, và có lẽ là sẽ ăn tại chỗ nha mọi người. Thâm lừng. Thâm lừng. Siêu phẩm cá tầm này đã gần như là chín rồi mọi người ơi. Quá tuyệt vời. Nhìn dầu cháy xẹt 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 xẹt. Khói bay thâm lừng. Mời tất cả khán giả ăn cá tầm nguyên con cùng mình nhá.